Cái mặt mũi không? Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay cửa chờ đợi được bắt sóng anh em rồi. Anh em mới về quê nên là nghe tin tức thời sự nói gì? Nói về lâm tặc phá rừng Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Nhưng mà sao vì cái những tỉnh Kon Tum sao lại biết nó là cảm ơn đài truyền hình nó quan tâm, sao nó nói là quan tâm đài truyền hình VTV nó quan tâm mới sao đã đưa tin quan tâm, sao lại nó là quan tâm đưa tin mà nó thẳng là đã vạch trần mà lâm tặc có 5 người sao thời sự lại đưa tin à ông bắt được 5 kẻ lâm tặc gì mà là phải đưa chính xác là bắt được 5 kẻ lâm tặc, 5 kẻ chở thuê gỗ lậu cho bọn lâm tặc. Và đấy không phải 5 thằng cầm đầu, đấy chỉ là 5 thằng chở thuê thôi, 5 thằng chở thuê sao lại đưa tin xong là lằng nhằng lắm. Thời sự đưa tin à, đây là nói về Kon Tum, sao lại thực sự nói là Kon Tum nỗi lỏng mà thực ra không phải là nơi, sao lại nói là lỡi lỏng nhỉ, mà phải nói là bỏ qua. Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã bỏ qua, mà tại sao lại bỏ qua thì khả năng là ngậm miệng ăn tiền chứ. Thực ra thì phá rừng này bất kể một vụ việc gì dân chúng đều biết hết, mà dân chúng đã biết thì chính quyền xã huyện tỉnh đều biết hết, mà nhất dân chúng biết thì chắc chắn là gọi là dân quân tự vệ cũng sẽ biết, mà dân quân tự vệ biết thì thế nào xã cũng biết, xã cũng biết thì huyện cũng biết tỉnh cũng biết, mà tại sao lại có chuyện làm ngơ như vậy thì chắc chắn là không mọc nối mang ngoặc gì đây, mà gỗ phải 5 thằng đấy chở, 5 thằng đấy mang đi bán đâu, 5 thằng đấy chỉ là 5 thằng đi bán chở thuê luôn, nó chỉ được 500.000 mà cây gỗ đấy giá trị bao nhiêu tiền, mà phải có người cầm đầu, có người thứ nhất nó tuồn đi đâu, buôn đi đâu, những đại gia đồ gỗ của Việt Nam, những tập đoàn đồ gỗ, tôi không biết tập đoàn nào, nhưng ví dụ như tập đoàn đồ gỗ rất lớn, thay ra khoáng sản rất là nhiều, ví dụ như Hoàng Anh Gia Lai thì tất cả dưới sự bao bọc và che chở có thể là của một thế lực nào đó, tôi muốn nói quản lý thế lực thì đương nhiên là đã làm ăn thì liên quan kinh tế và liên quan đến chính trị.